Khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật trên mạng Internet, cần xác định mục đích của việc tuyên truyền, những nội dung pháp luật sẽ tuyên truyền và thời gian tuyên truyền. Việc tuyên truyền sẽ diễn ra lâu dài, định kỳ hay theo thời điểm. Mục đích tuyên truyền sẽ quyết định mức độ đầu tư, tính năng kỹ thuật cũng như nội dung pháp luật cần tuyên truyền, v.v. Vì vậy, đây là điều quan trọng cần xác định ngay từ đầu. Về nội dung thông tin tuyên truyền pháp luật trên mạng Internet, cần thu thập thông tin, biên soạn tài liệu, cung cấp ảnh. Thông tin cần được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa sinh động và cần được cập nhật thường xuyên để tạo tính mới cho trang web. Về hình thức tuyên truyền thì sẽ tuyên truyền tại chỗ và tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như phường 2 sẽ có những cái trang fanpage là cổng thông tin tuổi trẻ phường 2 hay là cổng thông tin Ủy ban Nhân dân phường 2 thì sẽ đăng tải và cập nhật những thông tin mới nhất và hiệu quả nhất để đưa đến đoàn viên thanh niên cách sớm nhất và hiệu quả nhất có thể. Trong cái sử dụng Internet thì là chúng tôi thành lập nhóm trên Internet, trên tổ dân phố để tuyên truyền trên tổ dân phố, gọi là ai mà vào trong Internet thì có những cái vấn đề mà nắm bắt là ở trong cái tổ dân phố là họ nắm được hết. Để phát huy tác dụng trong tuyên truyền pháp luật, đòi hỏi người làm phải cập nhật thông tin thường xuyên, đầu tư thích đáng cả về nhân lực và vật lực. Một điểm cần lưu ý trong tuyên truyền pháp luật trên mạng Internet là vấn đề an ninh thông tin. Khi thực hiện tuyên truyền pháp luật trên mạng Internet, cần lưu tâm đến vấn đề bảo mật thông tin, biện pháp phòng chống sự xâm nhập của các đối tượng bên ngoài. Tận dụng cái lợi thế của luật qua mạng xã hội thì gửi các luật để gửi cho tuyên truyền cho người dân tại các group Zalo của phường và của tổ dân phố. Sau khi mình gửi các luật cho các hệ thống chính trị của tổ thì các tổ này tiếp tục gửi cho các người dân thì người dân sẽ nắm được cái luật đó và có phản hồi rất tốt với Ủy ban nhân phường. Hiện có nhiều cách thức khác nhau để thực hiện tuyên truyền pháp luật trên mạng Internet, như cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, hỏi đáp pháp luật, tổ chức giao lưu trực tuyến v.v. Tùy vào thực tế và đối tượng cần tuyên truyền mà có hình thức triển khai cho phù hợp và hiệu quả.